có rơi không? Bên là quả này có ăn được không? Không có vị gì các bạn. À, ở đây có một quả chín này các bạn ơi. Đây quả này ăn. Ô, nó chỉ có một múi thôi. Chỉ có một múi duy nhất. Rất là ngọt luôn. Ăn rất là ngon. Nhưng mà một tí nữa là lưới sẽ đen. Ngon. À, xin chào các bạn. Hiện tại thì tôi đang ở trên rừng. Và bây giờ tôi sẽ phải thực hiện một cái thử thách. Đó chính là sinh tồn nơi hoang dã. Ở trong cái thử thách này thì tôi sẽ phải tìm được đồ ăn ở trên rừng. Không biết là trên rừng sẽ ăn cái gì đây. Và hiện tại thì tôi đang không mang gì theo. Tôi chỉ mang một chiếc máy quay. Không đem theo dao hay bất cứ một cái điều gì để có thể chặt được cây và lấy được cái đồ rừng để ăn. Thử thách này rất là khó luôn các bạn ạ. Không biết là ở trên rừng mùa này có cái quả gì để ăn được không. Ở bên suối không biết là có ăn được không. Chắc là không ăn được đâu. Bây giờ tôi sẽ phải tìm đường trèo lên trên này xem là có đồ ăn không các bạn nha. Thật sự thì hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy cái gì nên ăn các bạn ạ. Tôi có thấy một loại quả này. Không biết là quả này có ăn được không. Không có vị gì các bạn. Hiện tại thì tôi đang có một mình ở trong rừng thôi. Mà không thấy có gì để ăn các bạn ạ. Chỉ thấy có nước và cây thôi. Không thấy một loại quả nào có thể để ăn được. Ôi tôi các bạn. Tôi phát hiện ra một loại quả. Tôi thấy loại quả này nằm ở dưới đất rất là nhiều này. Không biết là có ăn được không. Nhưng mà quả này rất là cứng các bạn ạ. Đây. Quả này rất là chua các bạn ạ. Rất là nhiều luôn. Trong số những cái quả này thì sẽ có những quả chín nha. Tôi sẽ phải tìm được quả chín để tôi ăn. Để có thể sống sót được.
Đây có một quả chín cho các bạn nha. Rất là chua luôn các bạn ạ. Tôi có thấy một quả rất là to đây. Không biết là bên trong có chín không và có ngọt không. Quả này rất chi là nhiều hột luôn các bạn ạ. Và hầu như là toàn quả nhỏ thôi, cũng chưa đến tầm độ chín nên là có rất là ít quả chín. Nếu mà quả chín thì chắc là sẽ rất là nhiều. Rất là nhiều lắm các bạn ạ, nhưng mà toàn quả chưa chín thôi. Toàn quả không ăn được nha các bạn nha. Nhưng mà nó cũng không thể chín được bởi vì là nó vừa tầm thì nó đã thối rất là nhiều rồi. Xung quanh rất là nhiều luôn. Cái điều mà tôi đang lo lắng thật sự đang xảy ra đối với tôi đó chính là đồ ăn và nơi nghỉ ngơi. Hiện tại thì vẫn chưa tìm được đồ ăn thì và không có chỗ nào mà có thể là nghỉ chân được. Bởi vì ở xung quanh này rất là nhiều muối và tiếng nước suối chảy rất là ồn. Những cái trái đỏ đỏ này là những cái trái chín nha các bạn nha. Trái này ăn rất là chua. Hiện tại thì vẫn chưa tìm thấy quả nào có thể ăn được, bởi vì trong rừng chỉ có tìm quả thôi. Nên là vẫn chưa thấy quả nào có thể ăn được các bạn nhé. Rất là trơn. Hiện tại thì vẫn chưa tìm thấy gì để ăn. Rất là khan hiếm đồ ăn luôn. Theo như tôi được biết thì đây là một loại quả ăn được nhưng mà mùa này đang có hoa thôi các bạn ạ, rất là tiếc.
Giờ tôi sẽ phải tiếp tục đi tìm đồ ăn nha các bạn nha. Ở đây có thêm một gốc quả nữa nhưng mà gốc này còn không có một quả nào luôn. Đây có một quả chín này. Đây có một quả chín này. Đây có một quả chín này. Không có vị gì, không có gì luôn. Quả này cũng không có gì luôn. Quả này chắc là sẽ có. Ô, cũng không có cái gì luôn các bạn ạ. Bên dưới này sẽ có. Quả này cũng không có gì để ăn luôn các bạn ạ. Không có nước luôn. Rất là tiếc. Ở trên này tôi phát hiện ra một cây bưởi nha các bạn nha. Và bây giờ tôi sẽ phải trèo lên để lấy nó ăn. Đó, ở trên đây này. Trên đầu tôi này. Đây, ở trên này này. Có những trái bưởi này. Nhưng mà không biết là phải lên đường nào để có thể lên được chỗ đấy để hái bưởi đây. Nhưng mà trong này đường đi rất là khó. Và cần phải có một cái gì đó để phát quang. Giờ tôi sẽ lên leo trên đeo đường này để xem có đường để đi hái quả bưởi đấy không. Có rất là nhiều ống nước.
rất là cao luôn, không có cách nào để lấy luôn các bạn ạ. Bởi vì xung quanh của cây bưởi này rất là nhiều gai và cành bưởi cũng ở rất là cao nên là rất là khó lấy. Chắc tôi sẽ phải bó tay thôi. Chứ khi bây giờ tôi sẽ phải tìm được một cái cây để tôi có thể chọc được nha các bạn nha. Tôi đã chọc được một cái cây rồi các bạn ạ. Và bây giờ tôi sẽ phải đi chọc quả bưởi đây. Ôi, có rơi không? Có rơi. Ô, tôi đã lấy được quả bưởi rồi. Thành công lấy được quả bưởi rồi các bạn ơi. Đây rồi. Đây nha các bạn ơi. Tôi đã lấy được quả bưởi rồi các bạn ơi. Rất là nguy hiểm luôn. Không biết là chỗ này có thể đi bước qua được không. Như vậy là đã có đồ ăn nha các bạn nha, một quả bưởi. Và bây giờ tôi sẽ phải dùng tay để bóc quả bưởi đây. Mời các bạn nha.
có được đồ ăn thì cũng tốt đấy, nhưng mà ăn nhiều quả bưởi này sẽ đói rất là nhanh, nên là tôi sẽ ăn ít thôi các bạn ạ, tôi sẽ để dành. Hiện tại thì tôi đang ở dưới một cây rất là mát luôn các bạn ạ. Cái chỗ này bị sạt lở này các bạn ơi, rất là nguy hiểm luôn. Mùa mưa này mà đi rừng thì rất là nguy hiểm. Cái chỗ này có một cái bãi đất rất là bằng phẳng này. Chỗ này mà có một con gà mà ngồi đây nướng thì tuyệt vời luôn các bạn ạ. Tôi vừa bắt được con vắt các bạn ơi. Tôi vừa tìm được thêm một lọc quả mới có thể ăn được. Nhưng mà chưa chín nha các bạn nha. Đây là quả mua nha các bạn nha, nhưng quả này chưa chín. À đây có một quả chín này các bạn ơi. Đây quả này ăn. Ô nó chỉ có một múi thôi. Chỉ có một múi duy nhất. Rất là ngọt luôn. Bên này cũng có này. Ua. Đây cũng chùm này. Quả này ăn rất là ngon. Nhưng mà một tí nữa là lưới sẽ đen. Ngon. À. Cái cây này dùng để chúa thuốc gì thì phải. Cây đỏ đỏ này. Chết rồi các bạn ơi, trời sắp mưa rồi. Mê mê đen đang ùn kéo tới rồi các bạn ơi. Đó. Giờ tôi sẽ phải tìm một cái chỗ nào để có thể trú được mưa đây các bạn ơi. Sao ở đây lại có áo nhiều vậy nhỉ? Những chiếc áo vắt vẳng ở đây. Tôi sẽ phải kết thúc cái thử thách này ở đây, bởi vì là trời đã sắp đổ mưa và khi mà tôi ở rừng trên rừng này rất là nguy hiểm, khi mà mưa to có thể dẫn đến là sạt lở đất và sét đánh, và mưa sẽ làm tôi không có nơi nào trú ẩn, bởi vì tôi là không mang theo cái gì hết, nên là tôi sẽ phải đi về một cái thử thách rất là khó khăn để có thể vượt qua được khi mà trong tay không có cái gì để có thể kiếm được đồ ăn ở trong rừng. Ở trong rừng là rất là khó kiếm đồ ăn luôn.